Hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày tháng đầu năm của năm mới 2024, anh em Hiệp sĩ Dương tiếp nhận phải nói rất nhiều. Đến giờ phút này là phải nói là 14-15 giờ chiều rồi. Đến giờ phút này và anh em Hiệp sĩ Dương tiếp tục có tiếp nhận một thông tin. Một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em Hiệp sĩ Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện này phải nói là chắc chắn là vô cùng phức tạp. Câu chuyện này rất nóng bỏng trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Hy vọng là các cô chú chị xem hết câu chuyện này để biết rõ đâu là sự thật. Dạ, xin phép chào chị gái. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú chị biết là chị họ tên là gì? Chị tên Trần Thị Tuyền. Chị Tuyền nhé. Dạ đúng rồi. Chị Tuyền năm bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chị 53 tuổi rồi. 53. Chị Tuyền nguyên quán ở đâu? Quê bán ở An Giang. An Giang. Dạ. Chị hôm nay về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy? Nhờ anh em cũ tên gì? Đội Hiệp sĩ Bình Dương. Đội Hiệp sĩ Bình Dương đang giúp tìm giúp giùm con của chị đặng cho nó về, nó quay về. Chị cho hỏi hôm nay chị về đây nhờ anh em chị Bình Dương tìm con gái đúng không? Dạ đúng rồi. Đây con ruột chị hả? Con ruột. Con chị họ tên đầy đủ là gì? Trần Thị Kim Loan. Trần Thị Kim Loan. Con chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi rồi. Con chị trước đây có chồng có con chưa? Dạ có chồng, có đời chồng có con rồi. Thế giờ là sao gia đình mình phải đi tìm con đây? Bây giờ nó đám cưới với cái người Trung Quốc đó, bây giờ tự nhiên là ở gần một tháng rồi tự nhiên nó trốn đi. Đám cưới với người Trung Quốc? Dạ. Yeah. Ai làm mai cho gia đình chị để đám cưới kết hôn với người đàn ông Trung Quốc đó? Cái chị ở hàng xóm. Chị hàng xóm. Dạ. Yeah. Chị hàng xóm mà chị có thường xuyên là làm môi giới dịch vụ này không? Dạ không. Không sao chị lại biết? Như là chị nói chị là cháu của chị có chồng, mà cháu chồng của chị có chồng gì ngoài đây là ở Trung Quốc á. Người ta nhắc mượn nhắc vô đây rồi coi giùm, như người ta nói làm mai đúng không? Làm mai đúng rồi. Vậy là cái người phụ nữ Trung Quốc, người phụ nữ gần Việt Nam, ở gần nhà chị á, đúng rồi, người ta có người thân lấy chồng Trung Quốc, đúng rồi. Xong từ người Trung Quốc đó cũng có người đó xong mà về là biết con chị là muốn lấy chồng Trung Quốc. Dạ. Vậy là hiện nay là con chị là có đồng ý sống hoặc đến với người đàn ông Trung Quốc không? Có, mới đầu tự nó đồng ý, tự nó chọn lựa hết thì mày không có ép buộc nó. Rồi xong rồi giờ đám cưới xong rồi nó bỏ nó đi. Vậy là cái người đàn ông Trung Quốc này về nhà chị không? Dạ có. Có làm đám cưới chưa? Có, làm đám cưới rồi. Người ta nhiêu tuổi đây chị? 26 tuổi. 26 tuổi hả? 36 tuổi. 36? Dạ đúng rồi. Con chị là? 27. 27? Dạ. Chênh nhau cũng tương đối nhiều tuổi hả? Dạ. Người đàn ông Trung Quốc có vợ trước, có vợ chưa? Dạ có vợ rồi. Trước cũng có vợ rồi? Dạ. Vậy là vợ Việt Nam hay vợ Trung Quốc? Dạ. Trước đây người ta có vợ Việt Nam hay vợ Trung Quốc? Ngoại luôn, có vợ ngoại luôn á. Có vợ Trung Quốc hả? Dạ. Ấy chị cho hỏi này, chị ấy là tổ chức đám cưới này gia đình mình là hoàn toàn là mọi người có đồng ý không? Dạ có, nó đồng ý mình mới đây tổ chức làm đám cưới cho nó. Đám cưới lớn không chị? Nấu 500 mâm. Nhỏ vậy hả? Dạ nhỏ, làm cho nó có đám cưới rồi về hạnh với người ta vậy đó. Chị cho hỏi là khi mà trước khi tổ chức đám cưới này là cái người làm mai làm mối người ta gia đình mình có biết tiếng Trung Quốc không? Dạ không. Không à? Dạ. Thế nói chuyện với người Trung Quốc là ai, là người phiên dịch? Nói trong điện thoại dịch ra không, chứ có một người ở trong đây đó có chồng về ngoại á, biết tiếng. Biết tiếng rồi vô rồi dịch ra. Thế người ta có nói là người ta sẽ cho gia đình chị bao nhiêu tiền không? Ban đầu thì lại coi nói là cho 180 triệu với một cặp nhẫn cưới. Rồi xong như là làm đám cưới ta đưa mình 90 triệu, rồi tới nào đưa ra sân bay ta đưa mình thêm 90 triệu nữa, còn nữa là hết đúng không? Dạ đúng. Khi rồi nào lên sân bay bắt đầu cất cánh là an toàn. Dạ, đúng không? Đúng là rồi. Bơm lại 90 nữa là dạ, kết thúc. Rồi. Dạ. Là cô dâu đã và là bay sang đất nước Trung Quốc. Dạ đúng rồi. Vậy là gia đình mình tổ chức đám cưới tại nhà ha? Dạ đúng rồi. Đám cưới được bao nhiêu ngày thì con chị mất tích? Cứ đám cưới ngày bữa 29 mà nó đi ngày 27 đó, 27 Tết á. Cưới hôm 29? Dạ. 29 Tết? Dạ. Mà 27? 29 tháng 11. Cưới được 1 tháng là con chị bỏ đi rồi, giáp Tết đúng không? Dạ đúng rồi. Con chị bỏ đi cận Tết luôn hả? Dạ cận Tết, ngày 27 Tết đó. 27 Tết là còn 3 ngày nữa rồi, 23 ngày nữa 30 Tết ha? Đúng rồi, đúng rồi. Thế cái người đàn ông Trung Quốc có ở sống nhà chị không? Dạ có. Ở chung? Ở chung luôn, thì đám cưới rồi là ở chung luôn đó. Mấy con chị? Dạ. Trong vòng 1 tháng? Chị thấy người đàn ông Trung Quốc có được không, hiền lành không? Thì mình thấy cũng được. Thế còn... lúc đầu nó cũng chịu hay sao, tự nhiên nó trở chứng gì mà không hiểu luôn. Vậy cái số tiền đó là gia đình mình nhận chưa? Mình có nhận mà, nhưng rồi nhận rồi qua đám là mình giao lại cho con mình hết, mình không nhận đồng nào hết, mình không lấy ngàn nào hết. Có nghĩa là trước mắt là mình có nhận, nhau nhận xong đám là mình giao lại cho toàn bộ cho con gái. Có chị nhận và gia đình không nhận. Rồi sao là rồi đám rồi mình đưa lại cho con hết, mình khi chị đưa là mọi người có thấy không? Mình đưa thì đàn trai rồi về hết rồi đâu thấy.
Ồ đó. Dạ, thì đúng rồi, bây giờ bên đàn trai bắt buộc mình phải bồi thường, mà mình nói là để cho thời gian đi để kiếm con về đi, rồi mình sẽ nói xà còn bao nhiêu thì mình hoàn ra bao nhiêu hết. Chị có biết lý do tại sao mà con chị lại đột ngột này lấy chồng Trung Quốc mà đám cưới đồng ý sống chung với người ta cả tháng rồi, nhận Dạ. tiền là đột ngột bỏ đi không? Chị không hiểu luôn, nó muốn đi rồi nó đi tóc ngang đi trong nhà là không ai hay biết gì trơn luôn. Con chị trước khi đi là có đem theo gì đi không chị? Có Đem. đem vàng với tiền trong người nó nhiều mình không biết, với đem chiếc xe. Xe gì nữa? Chiếc xe gì nãy có ghi trong giấy thì chị Xe không mới, xe biết. Xe cũ? mới. Ai mua? Tự nó mua rồi trước, chưa lấy chồng. À, là xe con gái ha. Dạ. Vậy là con gái chị trước thời điểm mà lấy chị người đàn ông Trung Quốc này, con gái chị làm công việc gì và ở đâu? Đi làm mướn cho người ta. Làm mướn chứ không phải làm công ty. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ đúng rồi. Chị thấy tính tình con chị đã gần đây có thay đổi gì không? Trước thì nó bình thường, nó cũng cưới rồi cũng thương yêu chồng lắm, đi sắm cho chồng đầy đủ quần áo này kia đầy đủ trơn á, mà sắm đồ đựng sửa soạn đi về ngoại cất cánh máy bay đó, mà cỡ khoảng hơn một tuần thôi là nó đổi ý liền, chứ không Chị lúc có trước nghĩ rằng nữa là con chị có yêu ai đã nói trước đấy không? thì có, lúc trước nó có bạn đó. Ồ, trước người yêu rồi. Nhưng mà chia tay chưa? Chia tay chưa, mình đâu có biết được, mình đâu có xài điện thoại, mình đâu có biết được đâu có nó đâu, mình đâu có nắm rõ. Thế vậy là dạ đến giờ phút này là con chị bỏ nhà đi luôn. Đi là đem theo toàn bộ tiền và vàng đi hết và Đem xe tiền máy. nè, đem cái xe rồi dắt nhỏ đi luôn, nhỏ 7 tuổi, giờ 7 tuổi không Nhắc học một tuổi con, nữa. dắt con con đi nữa. Dắt con Con luôn. là con của chồng trước ha. Dạ đúng rồi. Ồ, vậy là chị có mấy người cháu ngoại? Bé được sinh được mấy người cháu? Có một mình Một anh. bé ha. Dạ. Vậy cháu ngoại hiện nay 7 tuổi học chưa? Chưa học chữ nào cho dắt nhỏ đi vậy đó. Chắc đi mất tiêu luôn hả? Dạ. Hôm bữa 27 Tết tới nay nó Chị không đã có tìm liên lạc kiếm được. những đâu rồi? Có kiếm dữ lắm luôn mà không có. Không có luôn. Dạ. Trời ơi. Bây giờ người đàn ông Trung Quốc người ta có bắt đền chị không? Người Dạ có. ta làm sao? Người ta nói là người ta đi mình 90 triệu với người ta sắm đồ cưới đó, là người ta kêu mình bồi thường là người ta là 105 triệu, món đầu thì người ta đòi 150 triệu. Rồi chị mới nói là bây giờ hoàn cảnh chị khổ lắm, không có tiền để thường nữa. Đợi cho một thời gian để chị kiếm con về đi, rồi hai mặt một lời đó thử, rồi chị không có lấy ngàn nào hết, rồi con nó trả lời như thế nào. Rồi nó còn bao nhiêu thì chị đền nó bao nhiêu, chứ không có tham phạm đồng nào của con hết trơn á. Đến giờ phút này là nói chung là cô dâu thì đã bỏ trốn, Dạ. ông chồng Trung Quốc thì bắt đền, Dạ. chị là người giữa rất khổ tâm Thì đó đúng là rồi. mẹ. Từ ngày 27 Tết tới giờ là khóc nước mắt không bao giờ dứt. Chị lo sợ nhất điều gì hiện nay? Bây giờ chị mong nhất là con đi về. Giờ mẹ quá khổ, tại kêu bồi thường mẹ không có tiền thường. Ở Bây đây giờ mình con có thương mẹ thì con về với mẹ đi. Rồi hai mặt một lời, con ở được không gì thì con gì con nói với người ta. Chứ giờ người ta bắt buộc mẹ nó cho mẹ ở tù. Nói mẹ là người người lãnh tiền của con đó. Con thương mẹ thì con quay về. thực sự là đám cưới sẽ diễn ra rồi nhưng mà chị không được hưởng gì trong đấy. Dạ, không có 1.000 luôn, không có hưởng 1.000 nào của con hết á. Mà đến giờ phút này không những như vậy mà bây giờ này con thì bỏ đi. Dạ, bây giờ mình ở nhà mướn đó, từ hồi nào giờ mình thuê mình mướn không, đâu có tiền đâu mà để đền bù. Bây giờ mong cho con đi về đi, con ở không ở thì con về với mẹ đi. Cái gì mẹ cũng tha thứ hết cho con hết, mày con về con nói chuyện đâu đó đàng hoàng cho người ta hiểu. Để người ta bắt buộc mẹ, biểu mẹ phải đền tiền đó. Bây giờ mẹ ở nhà đâu có đền tiền được, có tiền đâu mẹ đền. Mẹ nay đau mà ốm mà đâu có làm gì đâu có tiền, con cũng biết rồi đó. Nếu phải đền gia đình mình giờ có tiền không? Dạ không, thì chồng bỏ đi 8-9 năm nay rồi, con một mình nữa nè, bệnh Trời. hoạn hoài, bệnh tim rồi lúc nào bị gai cột sống ở đâu có mặn gì nổi đâu, mặn mướn tao ngày có 100.000, vậy là làm gì đâu có tiền để đền ta. Trước khi đám cưới này chị có hỏi con chị là ký có đồng ý hay không không? Nó tự đồng ý, nó tự chấp nhận luôn, lần này không ai ép nó hết trơn á. Nhưng mà chị có hỏi không? Có nó chịu đó thì mình mới tổ chức làm đám cưới cho nó chứ Không. nè. Hôm diễn ra đám cưới là mọi người có vui vẻ không? Vui vẻ lắm,
mà chừng có hơn một tuần nữa là nó quậy thôi à. Ừ. Khổ rồi. Bây giờ người đàn ông Trung Quốc đang ở đâu rồi? Đang ở nhà mình không dài, bây giờ vừa cái người mà bằng mai nó dước về bển rồi, ngày qua đi chịu qua về bển rồi. Con là từ trước từ hôm là cưới giờ phút này là cứ đến khi con bỏ trốn là người ta ở nhà mình thôi. Dạ, rồi thì. Dạ. Ồ. Thế bây giờ tiền chi trả người ta là người ta cứ ở đó người ta làm bạo vậy ấy. Dạ. Người ta nói người ta thưa kiện gì không? Dạ có, người ta nói đòi thưa. Bắt người ở tù. Ừ. Chính vì cái số tiền mà chị nhận là trực tiếp. Còn dạ. Bây giờ chị đưa cho ai người ta không thấy. Thì đúng rồi, mình đưa thì ta đưa con, mà mình đưa con mình ta đâu có thấy đâu. Ừ. Nên là bây giờ người ta ép mình là phải chịu trách nhiệm. Dạ. Nếu phải đền như vậy bây giờ cả trăm hơn trăm triệu gia đình mình có khả năng không chị? Dạ không. Mà sao trước bé không lấy chồng ở Việt Nam mình phải đi lấy chồng Trung Quốc chi vậy? Bởi vì nó nói giờ nó có chồng Việt Nam nó khổ rồi, bây giờ nó kiếm chồng xa xứ nặng cho nó đổi cuộc đời của nó. Mà tự nhiên nó lặt ngang vậy mình không hiểu, tự nó chọn, tự nó làm hết. Đổi chứ mình không có ép nó. Đổi cuộc đời đổi đâu có dễ đâu chị. Đổi nó là số phận, là do cái sự nhanh nhạy chịu thương chịu khó chứ chị. Yeah. Vậy là con chị trong cái thời gian vừa rồi ấy, là đi làm để kiếm tiền để có nuôi con hay là chị phải nuôi con? Nó kiếm tiền tự nó nuôi con đó. À, tự nuôi hả? Dạ. Yeah. Đến giờ phút này bắt con đi luôn rồi. Bắt con đi luôn rồi, đi bữa 7 Tết tới nay. Nhỏ 7 tuổi rồi dắt nó đi lang thang không biết đâu. Theo chị hiện nay là chị đang nghi ngờ là con gái chị bỏ trốn đám cưới này. Dạ. Yeah. Là đi ở với đại học là đi với người bạn trai cũ ngày xưa. Ừ. Cái người bạn trai đó là quê ở đâu chị? Không biết. À, không biết luôn. À. Hoàn toàn là thông tin mình không nắm rõ. Không rõ. Ê, khổ quá trời khổ. Mà như là mấy thằng cháu ngoại là nó như là đã chụp bản số xe rồi đó thì biết nó ở đâu á. À, là thấy hả? À, thấy bản số xe, biết là ở tỉnh nào. À. Thế bây giờ tiền không có thì làm sao? Thì đó, bây giờ nhờ mấy anh giờ giúp đỡ chờ kiếm nó về giùm đi. Rồi cảm ơn nhiều lắm luôn á. Về cho nó bầu thường lại cho người ta có tiền như đem về trả lại cho người ta hết nhiêu đi. Nếu bây giờ con chị xài hết tiền thì sao? Hết tiền đi bán xe bán bọc gì mình không biết nữa. Về tự giải quyết từ từ sao. Em đã từng đăng tải rất nhiều thông tin như thế này rồi. Dạ. Rất nhiều cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc lấy được một vài hôm hoặc là bắt đầu kết hôn là bỏ trốn rồi. Đến khi người ta bắt đền tùm lum tùm la rồi. Đó. Ở đây trường hợp này cũng vậy. Con chị đặc biệt là đã vấp ngã một mối một cái cuộc tình trước rồi, nhưng bây giờ phút này tưởng là cuộc tình ngon lành với người Việt kiều và người đàn ông Trung Quốc, nhưng mà cưới xong thì chẳng được bao lâu, đúng không? Dạ đúng rồi, đó. Cũng hai mấy ngày ở, cũng hai mấy ngày. Ừ. Thì đến giờ phút này con chị vì lý do đó mà bạn đã bỏ trốn. Dạ, nó không hiểu lý do gì mà nó bỏ trốn. Em là nhưng mình thấy nó buồn buồn cái đối xử với thằng đó, mình hơi buồn buồn cái mình la đây, mẹ la rồi em chửi nữa, rồi thằng nhỏ chị thứ hai cũng la nữa, mình sợ không chừng áp lực nó quá, chửi nó quá cái nó dặn mình nó đi không biết. Rất nhiều câu chuyện trong thời gian vừa qua xảy ra. Yeah. Rất già rất nhiều. Yeah. Rất nhiều cô dâu Việt đã tìm được bỏ trốn, mà không những như vậy mà hiện nay là còn nhiều cô dâu Việt đang mắc kẹt ở Trung Quốc. Yeah. Đang cầu cứu anh em mình xin được. Yeah. Để mục đích chính là muốn ta trở về quê hương mình. Nhưng mà cái câu chuyện mà trở về quê hương là thực sự là rất khó khăn. Dạ. Chị có nghe được những thông tin những người Việt Nam mình lấy chồng Trung Quốc không? Dạ có, một thời gian đây mới đây bắt lên chị cũng to chị cũng thấy. Dạ. Hiện nay mấy cái người làm mai làm mối gì á, người ta có liên hệ tới đây gì không? Có, ngày nào cũng nhắn tin qua chứ. Người ta nhắn một quý chính nhà. Nhắn là mình kêu mình nó không về thì mình phải bầu thường rồi người ta, bắt đầu thì ta kêu mình 150 triệu. Ừ. Mà giờ người ta nói lại với thằng đó giờ nó kêu mình đầu thường là 105 triệu, tại vì tiền đi mâm đó là 90 triệu. Ừ. Đi rồi tiền sắm nhẫn cưới đó là 15 triệu nữa là 105 triệu. Nhưng mà đám cưới thì hết cả 100 triệu hả hay sao không biết, nó lãnh tiền rồi đưa nó làm gì làm mình không có quan tâm tới đồng tiền của con. Con chị là người trực tiếp chi trả cho cái đám cưới đó hả? Ờ đúng rồi, nó là cầm tiền tự trả đám cưới này, xe chở này, là cũng nói không là mình không có giới đồng nào hết mà. Ừ. Nó không cho mình tiền mình động vô đó, đồng tiền của nó tự xử không à. Thế đến bây giờ phút này là mất cả con luôn. Dạ. Mất cả tiền, mất cả cháu luôn. Không đám cưới thì còn con còn cháu. Đám cưới diễn ra là cũng bây giờ mang hoạn. Con cũng mất cháu, mất cái gì mất hết rồi.
không những như vậy bây giờ người ta coi người ta còn là có thể người ta kiên tụng mình nữa. Đó, những câu chuyện này thực sự rất phức tạp, rất nhiều các cô chú anh chị, đặc biệt rất nhiều các bạn trẻ trong thời gian gần đây nhất là cứ vì lý do nào đó sang Trung Quốc hoặc lấy chồng Trung Quốc, đến giờ cũng phải cầu cứu rất nhiều luôn. Vô cùng nhiều. Hy vọng là em gái đang ở đâu đó, nếu em xem được video này em hãy quay trở về để đàm phán cùng gia đình, có thể là trò chuyện và cũng thể trả lại tiền cho người ta. Tránh tình trạng mà tiền em lấy em xài hết là của mẹ em là người phải gánh cái hậu quả đó, thì thực sự rất tội, đúng không? Bây giờ kêu rồi bắt bỏ tù nữa, có tiền thì bắt bỏ tù, nên là mẹ đứng ra nhận tiền. Cái khổ quá thì khổ. Bây giờ làm sao? Bây giờ con có coi được cái clip này thì con quay về với mẹ đi, dắt cầm nhăn về rồi ba mặt một lời con nói chuyện với người ta đi. Để người ta nói là mẹ thông đồng với con. Mà đi về con muốn ở ở thôi, tao muốn làm thì tự quyền con, mẹ không có nói gì đâu. Cái gì mẹ cũng bỏ hết. Ở đây chị em á, không ai nói gì con nên con quay về đây, con thương mẹ, con quay về con nói chuyện với bên đó chồng con đi. Rồi chị ấy nói chuyện thẳng thắn lên, nó to lên, nói rõ ràng cái con gái chị đọc rõ tên lên. Con muốn đi đâu đó con đi, chứ mẹ không ép buộc con gì hết trơn á. Con thương mẹ, con về nghe không? Dánh động nhăn gì với mẹ đi. Rồi con về ba mặt một lời con nói chuyện đi. Mất cả con cả cháu rồi. Chứ mẹ không có nhận đồng tiền nào của con chứ. Bây giờ bắt mẹ rồi bắt mẹ bỏ tù đó. Con coi được clip này con thấy con đau không lâu. Thế khổ quá. Tội nghiệp cho bà mình. Từ hôm mà chị nghe thông tin mà con bỏ trốn này, chị có buồn không? Khóc bỏ ăn bỏ uống luôn, nằm thiên thiết đó luôn á. Còn hai đứa con rồi nó phiên nó hỏi mẹ ơi chuyện gì nắng từ từ. Mẹ có khóc mẹ đau ốm thì không ai lo cho mẹ chứ. Bây giờ nó nói từ từ cái gì mà giải quyết từ từ chứ mẹ đừng có buồn nữa. Mà đâu có phải đâu có chịu nổi đâu, tại con mình nó làm gì mà đâu có chịu nổi, ngày nào cũng khóc hết. Đây là chắc chắn là con chỉ có người yêu khác rồi mới tìm đường bỏ trốn này, còn tự dưng là không bỏ đi này đâu. Dạ. Có thể là con chị bày binh bố trận mấy người bạn trai hoặc có thể người yêu để tìm cách là cưới giả như thế này để lấy mớ tiền để đi. Nó nói là mình không hiểu, mình không hiểu con lý do mình con mình á, mày mua đồ sử như thế nào là mình không hiểu, mình không biết được. Chị có hay trò chuyện với con chị từ khi đám cưới đến giờ phút này không? Có heo mà nói này nói to nói nhỏ nói này nói kia cho con nó nghe, mình chỉ biểu từ cái chúng cái chặt cho con nó nghe hết. Thật sự câu chuyện này rất buồn ha. Những chị em và gái trong thời gian qua ấy phải nói là bị rất nhiều bà mai mối, bà dụ, bà bán đi Trung Quốc. Dạ. Yeah. Một trường hợp bán Trung Quốc nghe theo em biết được những bà mai mối này ăn một vài trăm triệu. Yeah. Rất nhiều rồi. Còn đôi khi gia đình mình chỉ hưởng một phần rất nhỏ, có gia đình bên Long An là được hưởng 200 triệu mất con gái luôn. Yeah. Đó, nhưng mà mai mối bà kiếm 1 tỷ vì lý do là bé ấy, năm nay mới có 18 tuổi, một phần đó là sinh gái, gia đình con một, mà không hiểu lý do là đó mà lặng đấy chồng Trung Quốc. Yeah. Đó, đến giờ phút này đâu về nữa, khó khăn đâu có chị. Nhưng mà may sao là con chị nó đổi ý sớm, còn sang bên Trung Quốc đổi ý rồi thì không về được. Yeah. Sang đó người ta nhốt rồi, sang đó người ta nhốt làm vợ. Khi nào đẻ con thì có thể người ta buông lỏng một xíu, gọi là lỡ lỏng. Yeah. Còn chưa đẻ con, có thể chưa có bầu, chưa đẻ con, chưa sinh con. Yeah. Thì người ta phải nhốt, tránh tình trạng mình bỏ trốn. Bởi sao những cô dâu Việt, những người Việt Nam mình lấy chồng Trung Quốc là đa số lợi dụng và lừa đảo. Những người Trung Quốc lừa đảo rất nhiều. Đó chị thấy hiện nay đã là con chị đang có dấu hiệu lừa người ta. Đúng rồi, người ta nói mình con mình lừa đảo đó. Ta rồi thôi lên công an bắt chị bỏ tù á. Tại vì chị nhận tiền. Đúng nha, mà làm ăn cưới xong rồi đi luôn. Dạ. Nhưng mà chị không có nhận đồng nào hết chứ, không lấy ngàn nào hết nhờ. Xong đám cưới rồi là trao ngang, bóp tiền nó đưa ngang cho con luôn. Tiền đám cưới, tiền bạn mình nó tự chi trả, nó làm hết tất cả. Nhưng mình này thì nó không có cho mình là tiền của mình xuất ra. Trước đây chị đã từng khuyên ngăn con chị là đừng lấy chồng Trung Quốc hoặc là không yêu, không quen những người đàn ông thế nọ thế kia không? Thì có, mình cũng có khuyên mà tại vì bây giờ nó có chồng trước giờ khổ quá, bây giờ nó muốn đổi đời, nó muốn đi kiếm chồng xa xứ để nó lo làm ăn với người ta mà. Thì nó cũng tự thuận tận ưng chứ, nó không có ai mà ép ủ nó chứ.
Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em xin những ghi hình nhà các anh em nghe. Nghe câu chuyện là chị cũng rất thương cho chị, là một người cha mẹ giờ hiện nay cũng đứng ở giữa không biết làm sao. Vì ở đây là hai bên là đồng thuận. Còn tiền bạc thì hiện nay chị cũng không nhận. Chị cũng không được hưởng gì trong câu chuyện này. Nhưng đến giờ phút này là con chị là người trực tiếp nhận tiền và đồng ý sống chung và lấy cưới cái đám cưới người ta. Đến giờ phút này là con chị đã bỏ trốn cả trên dưới một tháng qua rồi. Người đàn ông không Trung Quốc là không những như vậy, bây giờ người ta tìm nó, cách để người ta đòi lại tiền. Tao nói mình lấy tiền đó. Thì giữa hai họ mình có cầm tiền thiệt mà nhưng qua đám rồi là mình không lấy. Chị có tường thuật nào có là trình bày rõ cho người đàn ông Trung Quốc không? Có nói hết á mà tại nhưng người ta không có tin những lời mình nói. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em mình xin mình ghi hình đăng tin tìm con gái là một cô dâu rồi. Việt lấy chồng Trung Quốc. Lấy được một vài hôm thì đã bỏ trốn. Gần một tháng. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách khuyên em gái quay trở về. Đặc biệt là đem toàn bộ tiền vàng bạc tài sản trả lại cho người đàn ông Trung Quốc để cho mẹ em yên tâm trong những ngày tháng còn lại. Tránh tình trạng mà mẹ em một người làm một người chịu, mẹ em phải gánh nặng quá trời luôn. Đó thật sự rất tội cho người mẹ. Ngày nào cũng qua nói chứ. Rất tội. Kêu qua đang ngồi thắng tỏi mà qua kêu cái nói báo với trình báo với công an cái tim muốn rớt ra ngoài tại vì có bệnh tim nữa. Mình mẩy nó rã mồ hôi đùm đùm đùm. Mà không nổi luôn. Ai trình báo? Cái người mà bằng mai á qua nói. Người là mai người ta báo hả? Dạ. Đang ngồi sào tỏi mà anh nói chị tiền. Người ta kêu chị kiếm con chị về, chị không kiếm con chị về á là mà tôi trình báo với công an á là chị chịu trách nhiệm chị ở tù đó. Là nói cái là tim nó muốn rớt ra ngoài luôn. Thôi chuyện gì là nó đến rồi. Chị dạ tại vì bệnh tim hở qua tim ba lá rồi bây giờ ai nói gì cái là nó hợp nhớ. Rồi chị bình tĩnh anh em tìm cách giúp nhá. Dạ. Rồi hôm nay chị về đây để nhờ anh em xin duyên ghi hình đăng tin tìm con gái là một cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc bỏ trốn. Dạ. Chị có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng sau không? Có. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị, chúc chị thường lộ bình an chị nhé. Rồi cảm ơn mấy anh rất nhiều luôn, dám tìm kiếm nó về đây được tôi đi ra đây tôi cảm ơn nhiều lắm luôn. Rồi cảm ơn chị. Dạ kính thưa cô chú chị bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Trong thời gian vừa qua rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cô dâu Việt đã lấy chồng Trung Quốc, nhiều người lấy xong ôm vàng ôm bạc bỏ trốn, bỏ chùa cô dâu bỏ chú rể Trung Quốc ở giữa rừng cao su ở bên Tây Linh. Còn có nhiều cô dâu Việt là ôm vàng ôm bạc trong những ngày và đêm tân hôn đã bỏ trốn luôn. Chú rể Trung Quốc là hiện nay là khóc ròng. Có nhiều chú rể hiện nay đã bị bỏ rơi ngoài đường. Nhưng đây câu chuyện tiếp theo, chú rể này cũng bị bỏ nhưng bỏ tại nhà. Cô dâu hiện nay đang ôm tiền ôm bạc ôm tài sản bỏ đi. Chưa biết hiện nay cô dâu đang ở phương trời nào. Hy vọng em gái này đang ở đâu đó thì em hãy liên hệ cho anh em Bình Dương hoặc các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì giúp anh em hồi Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.